Arteta sắp hưởng lương cao ngang ngửa Pep Guardiola. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Người đồng hương của Pep vừa được ban lãnh đạo Arsenal cân nhắc về một bản hợp đồng mới với mức lương lên tới 20 triệu bảng một năm. Nếu bản hợp đồng này được phê duyệt, đó sẽ là con số gần ngang với mức thu nhận mà Pep đang được hưởng tại Man City. Chắc chắn là có nhiều câu hỏi, đúng không nào? Tại sao một huấn luyện viên chưa có bất cứ một chiếc vô địch Premier League nào cùng đội bóng lại có thể giành được mức lương tương đương với người đã vô địch tới 4 lần liên tiếp? Câu trả lời có lẽ sẽ không khó quá để trả lời. Đó là bởi Arteta không đơn giản chỉ là một người huấn luyện, ông còn là người cách tân lối chơi, quản lý phòng thay đồ và thay đổi luôn cả văn hóa của đội bóng. Mùa giải mới sắp bắt đầu cũng là lúc báo chí và truyền thông một lần nữa nhắc đến Arteta và Pep Guardiola như hai kỳ phùng địch thủ mới của bóng đá Anh. Hôm nay hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go tìm hiểu về Arteta và những ý tưởng huấn luyện đầy độc đáo mà ông đã mang đến cho các cầu thủ của mình. Trước khi xem tiếp video, anh em đừng quên để lại like, này, subscribe cho kênh nếu thấy video này hay. Anh em cũng có thể truy cập vào trang web 5 Go để theo dõi những trận đấu hay của bóng đá lục địa già. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay. 2 năm liên tiếp lọt vào top 4 Premier League, vô địch Cúp FA và siêu cúp Anh trước những Chelsea và Liverpool. Từng ấy thành tích là đủ để thấy rằng Arteta chắc chắn không phải là một huấn luyện viên tầm thường như những gì mà người ta đồn đoán kể từ khi ông bắt đầu đảm nhiệm vai trò chủ chốt tại Emirates. Cần phải biết trước khi trở thành một người thuyền trưởng đúng nghĩa, Arteta đã có 3 năm làm trợ lý cho Pep Guardiola rồi. Không đơn thuần chỉ thừa kế những phong cách chơi bóng của Pep và làm công việc huấn luyện đâu, Arteta còn làm được nhiều hơn thế. Nói đơn giản như thế này nhé, Pep là nhà truyền giáo, người xây dựng chiến lược, hoạch định và tầm nhìn, nhưng Mikel Arteta thì đi vào chi tiết, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Bởi vậy, phát biểu của Leroy Sané thời còn ở Man City khiến nhiều người bất ngờ nhưng phản ánh đúng bản chất công việc huấn luyện khi Arteta làm trợ lý cho Guardiola. Mọi người luôn hỏi tôi về việc tập luyện dưới thầy Pep, nhưng những điều tôi học hỏi được chủ yếu là từ Mikel Arteta. Ở vai trò thuyền trưởng, tầm ảnh hưởng của Arteta càng lớn. Ông tham gia vào các buổi thảo luận để cải thiện bầu không khí tại Emirates và đóng vai trò trung tâm trong mọi cuộc họp về cách bố trí London Colney, trung tâm huấn luyện của Arsenal. Vị thế của ông càng được thể hiện rõ qua phong cách can thiệp và thậm chí là kiểm soát mọi khâu vận hành của đội bóng một cách quân phiệt. Nói cách khác, Arteta đang tạo dựng Arsenal theo hình ảnh chính mình. Đó là đội bóng có được sự cân bằng tuyệt hảo giữa kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh và sự quyết đoán. Ngoài ra, tính kiên nhẫn và quả cảm cũng là phẩm chất nổi bật. Khi nói về bí quyết thành công của Arteta với Arsenal, một nguồn tin tại Anh đã nhấn mạnh đó chính là văn hóa. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khuyến khích cầu thủ và các thành viên đội bóng dám nhận trách nhiệm. Một không gian văn hóa, dám nhận trách nhiệm. Không chỉ là một người tạo ra văn hóa cho đội bóng, Arteta còn là chiến lược gia với rất nhiều chiêu trò và cách huấn luyện kỳ lạ. Mới đây, vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã tiếp tục cho thấy ý tưởng mới đầy kỳ cục của mình. Trong một bữa tối với các cầu thủ, Mikel Arteta đã bí mật thuê một đội móc túi chuyên nghiệp với nhiệm vụ đi quanh bàn, móc điện thoại và ví các thành viên trong đội mà họ không hề hay biết. Cuối bữa ăn, Arteta đứng dậy và đề nghị cả đội kiểm tra túi của họ. Lúc này các học trò của ông mới tá hỏa khi biết các vật dụng cá nhân của họ đã không cánh mà bay. Mục đích của hành động này là để dạy cho các cầu thủ tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và sẵn sàng trong mọi tình huống. Arteta tin rằng bằng cách trải nghiệm cảm giác bị mất mát, các cầu thủ sẽ hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và cảnh giác cao độ. Phương pháp này thì không phải là lần đầu tiên Arteta sử dụng những ý tưởng khác thường trong công tác huấn luyện. Ông từng đưa chú chó của mình đến sân tập để làm quen với các cầu thủ. Đáng chú ý, ông đặt tên cho chú chó ấy là Win, có nghĩa là chiến thắng. Thậm chí bài hát You Never Walk Alone, vốn được dành cho Liverpool, cũng được Arteta thường xuyên bật trong các buổi tập để chuẩn bị tinh thần cho các cầu thủ trước các trận đấu lớn. Những phương pháp này dù có phần lập dị nhưng đều cho thấy sự sáng tạo và tâm huyết của Arteta trong việc xây dựng tinh thần và sức mạnh cho pháo thủ. Ông đã tìm cách kết nối lại câu lạc bộ với bản sắc của họ, điều đã từng khiến Arsenal trở thành thế lực vào hai thập kỷ trước. Khu tập luyện của họ được trang trí lại, trên tường được tô điểm bằng những hình ảnh mang tính biểu tượng của Arsenal. Khi các cầu thủ rời phòng gym, họ sẽ thấy những hình ảnh lớn trên sân Emirates. Đầu tiên là khẩu hiệu của câu lạc bộ Victoria Concordia Crescent, chiến thắng đến từ sự hòa hợp, được in nổi trên cửa sổ căng tin. Bức ảnh Arsene Wenger đang cười được in thành khổ lớn, treo ở lối vào, kèm theo câu nói của nhà cầm quân huyền thoại. Ở đây, bạn có cơ hội phát huy sự vĩ đại trong mỗi người. Có thể nói, Mikel Arteta không hề trốn tránh lịch sử vẻ vang của Arsenal mà muốn điều đó được phát huy. Ngay từ ngày đầu, Arteta đã thiết lập nên bộ tiêu chuẩn mà tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện phải tuân thủ. Những người liên tục không đáp ứng được sẽ bị loại bỏ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của những Mesut Ozil hay Emerick Aubameyang. Một cựu nhân viên đội bóng đã chia sẻ với The Athletic như thế này. Arteta phải thắng ở những cuộc chiến trong phòng thay đồ. Nếu thua,
có nghĩa là uy quyền của anh ấy sẽ bị suy yếu. Cuối cùng, quyền lực đó đã được tăng lên. Tôi nghĩ anh ấy thích Ozia và Oba trên phương diện cuộc sống, con người và xung đột không nằm ở vấn đề cá nhân. Vấn đề nằm ở việc anh ấy muốn làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ, cho đội bóng. Anh ấy sẽ hy sinh bất cứ thứ gì vì điều đó. Một thay đổi mấu chốt khác trong cách vận hành của Arteta là biến Arsenal thành một môi trường cực kỳ giàu tính cạnh tranh. Chia sẻ về khía cạnh này, Andreas Jorgensen, cựu huấn luyện viên phụ trách những tình huống cố định của Arsenal cho biết: khi tôi đến vào năm 2020, tôi nghĩ chúng tôi hơi thiếu sự cạnh tranh 100% trong mọi hoạt động của buổi tập. Ngay cả Kieran Tierney, hậu vệ Scotland cũng đã chia sẻ như thế này. Anh ấy đặt ra những mục tiêu, ví dụ như là số lượng bàn thắng từ các tình huống cố định cho đến cuối mùa giải. Trong một cuộc đua khắc nghiệt như EPL thì những thứ nhỏ bé như vậy có thể thúc đẩy tinh thần của mọi người. Trong buổi tập, mọi thứ đều cạnh tranh quyết liệt, dù là khởi động, các bài tập truyền bóng, mọi thứ đều phải có người thắng và người thua. Aaron Ramsdale, người có lẽ đã hiểu rõ nhất về tính cạnh tranh trong phương pháp huấn luyện của Arteta, cũng đã có những chia sẻ tương tự. Ở khách sạn, chúng tôi chơi một số trò, có lúc là bóng ném, có lúc là phát hiện điểm khác biệt trên TV để bộ não luôn hoạt động. Thông điệp cũng là một phần quan trọng trong chiến lược của Arteta. Để vực dậy phong độ của đội bóng, họ bắt đầu trang trí lại phòng thay đồ bằng những hình ảnh và thông điệp thân quen. Điển hình, ban huấn luyện dán 3 từ được viết tắt trên tường của phòng thay đồ. Identity, bản sắc là viết tắt của các từ Intensity, Discipline, Enjoy, Non-Negotiable, Trust, Improve, Team, You. Unity, đoàn kết là viết tắt của các từ Unique, Non-Negotiable, Integrity, Tradition, You. Basic, những điều cơ bản là viết tắt của từ Box, Attack, Shape, Intensity, Compete, Set Piece. Những từ khóa này chứa đựng những yếu tố quan trọng trong triết lý quản trị, huấn luyện của Arteta. Cường độ làm việc của Arteta khiến ông trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng ông cũng cố gắng truyền tải sự vui vẻ khi lịch trình của đội cho phép. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức cho cầu thủ, các nhân viên và gia đình của họ dùng bữa chung với nhau. Và đây chính là một trong những thành tựu lớn nhất của Arteta lúc này. Cân bằng giữa môi trường làm việc tích cực, vui vẻ với tính cạnh tranh, nghiêm túc. Tất nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ nhà Kroen, chủ sở hữu đội bóng, Edu, giám đốc thể thao và ban lãnh đạo gồm Richard Garlic, Tim Lewis và Vina Vetakasem. Nhưng Arteta chính là chủ huy, với tầm ảnh hưởng chỉ một số rất ít huấn luyện viên trên khắp châu Âu có được. Người ta thường nhắc đến Arsenal với cái tên gọi là ngôi nhà trẻ của Arteta, bởi trong đội hình của họ có quá nhiều cầu thủ chưa có độ tuổi chín chắn nhất của sự nghiệp. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể là một người trông trẻ tốt, và Arteta hiện đã làm quá tốt công việc này. Dù chưa biết những phương pháp huấn luyện của ông sẽ mang lại thành công tới mức nào, nhưng ít nhất nó cho thấy rằng Arteta là người phù hợp và được sinh ra là để dành cho Arsenal. Họ sẽ bước vào mùa giải mới chỉ sau ít tuần nữa. Hãy cùng xem liệu ngôi nhà trẻ ấy có làm nên điều kỳ tích sau 2 thập kỷ chờ đợi hay không.